Sau kinh sáng, Đại hội Thượng Hội đồng đã chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày lễ Thánh Francisco, người nghèo thành Assisi. Công việc vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 10, tiếp tục với việc trình bày báo cáo của các nhóm ngôn ngữ là thành quả của đối thoại trong Thánh Thần ngày hôm qua và của các cuộc họp trước đó với 36 tham luận viên của các bàn tròn. Sau đó, chương trình nghị sự cho buổi thảo luận đã được biểu quyết. Ưu tiên những chủ đề mà các thành viên của Đại hội Thượng Hội đồng đã có các bài phát biểu tự do trong suốt cả ngày.